Hè nóng quá anh em ơi. Và bây giờ mà không sắm quạt thì bao giờ mới sắm quạt nữa. Đây, quạt của anh em. Vâng, mình sẽ giới thiệu tới anh em một con quạt đứng, quạt cây đến từ nhà Tefan. Tefan bảo hành 2 năm quạt, 3 năm motor, quạt đứng và có chức năng turbo này, hơn những cái quạt khác ở cái điểm này. Mã đây, màu đây. Đây những cái tính năng này và có điều khiển remote, chi tiết thông số kích thước cánh, kích thước sản phẩm vân vân. Bên trong thùng sắp xếp như này, chân đế này, lồng quạt, motor và thân. Mình thích cái cách thiết kế của cái quạt Tefan này, tháo lắp cực kỳ dễ dàng, không như cái quạt hồi xưa tháo lắp để vệ sinh khá là khó khăn. Điều khiển cùng với giải sách hướng dẫn sử dụng, lắp đặt thân nối dài kim loại, chân đế, dây nguồn cũng tương đối dài. Đây motor chính của quạt này. Rồi ok, lắp lên đây anh em. Anh em thấy chưa, nó đang chạy mà thấy êm không? Trời ơi, quá là êm ru luôn. Nói chung là mình khá là hài lòng với quạt của Tefan. Trước đây mình có mua một em quạt Tefan treo tường này, dùng quá là ok luôn. Quạt siêu mạnh, khỏe và đặc biệt là rất là êm nhá. Nghe tiếng cực kỳ nhỏ, cũng có turbo, quạt cực kỳ khỏe luôn. Và em quạt này mức 1 cũng quá êm, rất là êm ru nhá. Ở đây thì chúng ta có thể điều khiển trực tiếp bằng phím như này, không một tiếng nhá nghe. Xoay này, hẹn giờ 1 đến 8 tiếng và mức 1, mức 2, mức 3. Mức 3 turbo, mức mạnh nhất, khỏe nhất, tiếng nghe êm luôn nhá. Đây là remote, cũng đầy đủ on off speed, time, swing, xoay, hẹn giờ đầy đủ trên remote này. Mỏng nhẹ gọn, nhưng mà mình không thích ở cái điểm là nó dùng cái pin nhỏ này. Đổi lại thì gọn nhẹ, mình vẫn thích dùng pin 3 hơn, thông dụng hơn. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản luôn, xoay bằng tay hoàn toàn bằng vài con ốc nha anh em. Em này được trang bị công nghệ dual cooling, hệ thống làm mát kép chỉ có từ Tefan, sẽ giúp motor hoạt động bền bỉ, giảm nhiệt motor khi bật thời gian dài, bật cả đêm không lo nhé. Tốc độ gió 6m/giây và thổi xa đến 9m. Vì cái lồng quạt thiết kế xoắn ốc và công suất lên tới 80W nên gió mạnh gấp 2 quạt thường. Đặc biệt là quạt thường thì gió chỉ thổi một hướng, còn quạt này gió đối lưu đa chiều nên sẽ giúp mát khắp phòng. Và một ưu điểm đáng tiền là có công nghệ gió silent, tiếng gió chỉ nhỏ hơn 50 dB, bằng với cả tiếng mưa nhẹ nên sẽ giúp ngủ ngon và êm ru mà vẫn mát. Cuối cùng là quạt này có thể tháo rời này, chiều cao tối đa 1,3m và có thể thành quạt lửng cao 1m, 2 trong 1 luôn. Anh em đừng quên là đêm nay sẽ có sale chính hãng trên sàn L này, diễn ra từ 15 đến 17, sale giữa tháng đấy. Tefan sẽ giảm giá ngon cho anh em, kèm theo đấy nhiều mã giảm giá nữa, cùng với cả mã toàn sàn của sàn L, đặc biệt nữa là có hoàn tiền 50% anh em. Anh em muốn sắm quạt này thì quất ngay tối nay nhá.